Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Ảnh hiện trường tan hoang của nhà máy phích nước dạng đông sau vụ cháy kinh hoàng. Sau nhiều giờ đồng hồ, lực lượng chức năng cùng người dân mới khống chế được đám cháy kinh hoàng tại nhà máy bóng đèn phích nước dạng đông. Tường bị đập vỡ, mái tôn ngã xuống đường, hàng ngàn bóng đèn cháy rụi trong nhà xưởng công ty khiến nhiều người chứng kiến không khỏi sợ hãi. Vụ cháy xảy ra tại nhà xưởng sản xuất của công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông 789 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến tất cả đều bàng hoàng và sợ hãi. Đến hơn 22 giờ tối ngày 28 tháng 8, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Suốt nhiều tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng cùng người dân đã phải nỗ lực rất nhiều để thu hẹp dần ngọn lửa ở phía trong nhà. Đến rạng sáng nay ngày 29 tháng 8, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã tiếp tục túc trực tại hiện trường để phun nước làm mát để đám cháy không bùng phát trở lại. Hiện trường tang hoang của nhà máy phích nước dạng đông sau một vụ cháy kinh hoàng. Một số nơi ngọn lửa có dấu hiệu bùng phát trở lại, lực lượng chức năng đã leo thang để dập lửa. Sau quá trình dập lửa cả đêm, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tỏ ra rất mệt mỏi. Đêm qua để dập lửa, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã phải đập tường, phá lớp tôn của nhà kho để tiếp cận phun nước. Hình ảnh hoang tàn của nhà xưởng công ty dạng đông sau vụ cháy kéo dài hơn 5 tiếng giờ đồng hồ. Khu nhà đổ sập, hư hỏng hoàn toàn sau đám cháy. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Từ đón. Chiều tối ngày 6 tháng 8, vợ chồng anh Lê Văn Sơn, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội bần thần khi nhận tin dữ từ trường trung học quốc tế Gateway Cầu Giấy, Hà Nội thông báo con trai mình đã tử vong sau khi được đưa đi bệnh viện E Hà Nội. Anh Lê Văn Sơn, bố của cháu LHL cho biết đây là buổi học thứ 2 của cháu tại trường quốc tế Gateway.